Kính chào quý Phật tử, quý vị và quý đạo hữu. Thư viện Phật giáo Hòa Hảo, YouTube, thực hiện trọn bộ Hiển Đạo gồm 17 tác phẩm. Tác giả Thanh Sĩ. Xin trân trọng kính mời quý vị lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đạo hữu, quý Phật tử xa gần và quý vị, tác phẩm Đời Mạt Pháp là tác phẩm thứ 14. Ông Thanh Sĩ viết theo thể văn Thất Ngôn Biến Thể, dài 2.122 câu. Mạt Pháp, thuật ngữ trong nhà Phật, là một trong ba thời kỳ của đạo Phật: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, thời kỳ mà giáo lý của Phật ít có người thành chánh quả vì trình độ giác ngộ của chúng sanh đã xuống thấp, không đủ trí huệ để nhận thức và không đủ khả năng để thực hành. Nếu như chúng sanh muốn được giải thoát thì chỉ nương vào pháp môn niệm Phật mới có thể thành công. Bây giờ mời quý đạo hữu, quý Phật tử xa gần và quý vị cùng lắng nghe tác phẩm Đời Mạt Pháp qua phần diễn đọc của nghệ sĩ Tú Trinh và Khánh Hoàng. Nhà xuất bản Phương Đông xin giới thiệu tập thơ Văn Hiển Đạo của ngài Thanh Sĩ gồm 17 phẩm. Phẩm Đời Mạt Pháp. Thanh tâm kiến chân Phật, sĩ khí phùng chánh giáo, hiển pháp Phật nhân hòa, đạo khai môn từ hảo. Thay lời tựa: máy đạo không xa xôi, quay đầu lại thấy rồi. Thấy ra mau hay chậm là do sức tỉnh hồi. Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền, tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên. Bỏ đi lối sống theo ma quỷ, tìm đến đường sanh cõi Phật tiên. Công lớn ngọc vàng đâu dám sánh, đức cao tước lộc khó so duyên. Hỡi ai nối chí theo thầy tổ, kinh kệ cần lo tiếp tục truyền. Thanh Sĩ. Đời Mạt Pháp. Hình như mộng mà không phải mộng, từ đâu đưa đến bóng từ bi, thốt những lời bất khả tư nghị, ngồi tại thế giường đi trong gió. Thân tứ đại thấy rằng không có, ngủ trượt đời như bỏ từ lâu. Lặng lẽ nghe giáo lý nhiệm màu, một bài kệ bắt đầu vang dội rằng: tám muôn bốn ngàn pháp, vào thời kỳ mạt kiếp dễ tu có một môn, niệm A-di-đà Phật, mọi tội lỗi tiêu tan, các vọng tâm biến mất, niệm Phật một lòng thành, đủ sanh về Phật quốc. Tiếng kệ ấy tai nghe đã dứt, lòng còn đang phượng phất như mơ, vừa xét suy vừa cũng đợi chờ những gì sẽ được cho nghe nữa. Không riêng muốn một mình xem sửa, muốn cho nhiều người nữa được nghe. Bởi thấy đời nay quá khắt khe, ít người chịu tin nghe đạo lý. Kẻ thì bởi không ai dẫn chỉ, người thì vì thế sự buộc ràng. Đa số người chỉ biết thế gian, không tin có thiên đàng địa ngục, nên chẳng thiết đến điều tội phúc, chỉ làm theo sở dục thường ngày. Có phải chăng vì lý do này khiến nhân loại đông tây thù ghét? Lấy đạo nghĩa con người ra xét, không khỏi sanh lắm việc lo buồn. Rối đời không mấy kẻ gỡ suông, trái lại lắm người đương thêm rối. Kẻ thì tạo rối trong gia nội, người thì gây rối tới bên ngoài. Trường cạnh tranh cứ mãi kéo dài,
khiến người khắp trần ai đều rối. Như đã hiểu tâm này mọi nỗi, bóng từ bi tiếp nói thêm rằng: chúng sanh trong nhà lửa đang say giấc mộng trường, nếu không người gọi thức tất bị cháy tan xương. Chuông thiền nên vọng gấp, nước tịnh phải rúi bương. Độ dân rời hỏa trạch, cùng Phật đảo Tây Phương. Tử sanh không ràng buộc, phiền não hết vấn dương. Vượt ngoài vòng nhân ngã, khỏi hẳn cảnh ghét thương. Phàm tình không phá phách, sự thế hết nhiễu nhương. Luôn vui không thấy khổ, thật tự tại miên trường. Chúng sanh trong hạ giới, mau cải ác tùng lương. Giấc mê trần hãy tỉnh, cửa Phật Pháp mau nương. Cõi đời là đau khổ, kiếp sống vốn vô thường. Ráng tu cho giải thoát, ấy là kế thượng phương. Nghe kệ qua không ngớt suy lường, làm sao gọi kẻ còn mê giấc. Chạy ra khỏi nhà đương cháy hực, giải quyết cho xong cuộc hồng gian. Nhược bằng không tỉnh kiếp mộng tràn, đời khó tránh tiêu tan tro mạt. Lâm tử trần phải tìm lối thoát, rớt sông mê bờ giác khá tầm. Người đời nên sớm biết hồi tâm, chẳng đứng kiếp thăng trầm thế sự. Tin lời Phật chớ nên lưỡng lự, phải nhất tâm bỏ giữ làm lành. Tất nhiên là nghiệp khổ chúng sanh, chẳng có cớ lôi mình vào đó. Việc ấy rất nhiều người biết rõ, nhưng lòng không chịu bỏ cho xong. Cứ để cho mờ mịt cõi lòng, năm tháng cứ tùy tòng thị dục. Rốt cuộc chỉ để dòi tựa nút, riêng mình thì tiếp tục chịu đày. Rừng mê càng xanh mọc thêm dày, biển khổ cứ đào xoay sâu thẳm. Giống sanh tử nhiều đời gieo rắm, khó nhổ cho hết đặng nhất thời. Nhờ từ bi chỉ dạy cho đời những đạo pháp hợp thời hiện tại. Đây vừa phát tâm cầu thế ấy, liền nghe bài kệ dạy như sau: tất cả tấm lòng thành gồm vào một niệm Phật. Khi niệm ấy phát lên, vang rền trong trời đất. Rừng mê cháy sạch không, biển khổ lấp bằng mặt. Chỉ trong cái hoắc nhiên, thấy rõ tam thế Phật. Nghe kệ qua như là mở gút, giúp cho người thiểu đức dễ tu. Bất luận là kẻ trí người ngu, đều có thể trì câu lục tự. Thật niệm Phật dứt lòng hung dữ, quyết tu hành bỏ sự gian phi. Lợi danh đời lòng chẳng thiết chi, đường giải thoát cố đi cho tột. Trong nhà lửa mà không bị đốt, ở cõi trần mà vượt khỏi mê. Có vinh huê chẳng nhiễm vinh huê, được phú quý không mê phú quý. Càng có của càng đem bố thí, càng có quyền càng nghĩ cứu dân. Giàu sang không phụ bạc cơ bần, thông minh chẳng nhạo khinh ngu dại. Được thân thế lòng càng rộng rãi, đủ tiện nghi dạ phải khoan dung. Không thừa cơ chụp giật hành hung, chẳng cậy thế thổi long tìm chết. Muốn làm sống không đành làm chết, thương người không nỡ ghét hại người. Tìm làm cho hòa nhã tốt tươi, chẳng muốn tạo lôi thôi gây gỗ. Giữ nhân cách biết điều thẹn hổ, ở thẳng ngay sống có cương thường. Nghe khổ người lòng biết xót thương, thấy đói biết chia cơm sẻ áo. Ở chòm xóm lấy câu hòa hảo, trong gia đình gìn đạo hiếu thân.
ai cũng đều ăn ở có nhân, người đời sẽ bớt phần thống khổ. Ai cũng biết chung lo tế độ, thì ngục môn bế ngõ từ lâu, được là an khắp cả hoàn cầu, đâu đến nỗi khổ sầu tấp nập. Nghe lời Phật lòng lành ráng tập, chỉ công lo niệm Phật tu hành. Lúc sống không đày đọa thân sanh, khi thác được gửi mình cõi Phật. Ý nghĩa đến đây vừa mới dứt, kể nghe bài kệ khác ngâm lên rằng: đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ôm Phật sự, cực lạc muốn giảng sanh, cứ y hành như thử. Mật ý bảo rằng dù đa sự, cũng thầm ghi sáu chữ Di Đà, niệm Phật tâm chẳng chút nào xa, tất không chỗ để tà ý khởi. Chỉ một niệm cầm lòng đi tới, Phật Tây Phương sẽ gọi đến tên, chúng liên trì sen báo nở lên, khi mãn kiếp ngồi trên chính phẩm. Người đời khá để lòng suy gẫm, tìm lối ra khỏi cảnh hồng trần, chớ chuốc thêm tội lỗi vào thân, nên cương quyết dứt lần nghiệp chướng. Ở rộng rãi chứ nên hẹp lượng, lo giúp người đừng tưởng riêng mình. Đối với ai cũng ở thật tình, chớ đừng có lòng sanh giả dối. Ráng ngừa tránh đừng cho phạm lỗi, lỡ phạm rồi tự hối chừa ngay. Được thế là cũng quý lắm thay, người đời có mấy ai toàn thiện. Bậc tiên thánh trước khi chưa hiện, cũng lỗi lầm nhiều chuyện như ai. Cũng nhờ lòng cương quyết dẻo dai, nên các việc lầm sai chừa hết. Từ những chỗ tâm trần mê mết, đổi ra lòng cầu Phật giảng sanh. Tuy khó khăn cố gắng sẽ thành, vạn sự ở nơi mình trì trí. Trong trí não đây còn đáng nghĩ, được nghe thêm kệ chỉ cho rằng: ở chỗ vắng không người, cũng như nơi đô hội, bình tĩnh niệm A-di, châm nôn bồ đề cội. Nếu tà ý còn sanh, bởi Phật tâm còn rối, khéo điều khiển lòng mình, đường Tây Phương một lối. Nghe kệ xong nghĩa màu đã hội, tự mình chừa chứ đợi Phật răng. Chưa trọn lành còn phải ngừa ngăn, được toàn thiện khỏi cần xem sửa. Bụi sơ cơ biết ra công chữa, thành quả rồi là thuở nhàn cư. Khó khăn là từ bước hỏng hư, mà biết sửa ra người đứng đắn. Việc khó tạo quyết làm sẽ đặng, đạo khó tu cố gắng thì thành. Người chịu hành hay chẳng chịu hành là tất cả mối manh quan trọng. Biết trừ lúc tâm vừa mới vòng, thì tội đâu còn lộng ra ngoài. Giao lục mà được bén nhờ mài, phàm nên thánh nhờ hay tu luyện. Muốn cho Phật Di Đà lai viếng, trong lòng đừng vắng tiếng Nam Mô. Có thật mời thì kẻ mới vô, không thèm gọi ai mà bước đến. Mong về Phật cõi phàm chớ mến, muốn lên tiên tách bến hồng trần. Phải quyết tâm chớ có ngại ngần, Quan Âm cứ xoay dần chẳng đợi. Chúng sanh ở trong miền hạ giới, khá chọn đường đi tới Tây Phương, để phủi rồi hết cảnh oan ương, và cũng dứt xong đường sanh tử.
Nếu nghiệp ác người còn lo trữ, tất là không khởi sự báo oan. Vay thế gian phải trả thế gian, đi đường Phật thì sang cõi Phật. Thế gian chịu khổ sầu chất ngất, cõi Phật thì khoái lạc vô biên. Ráng tu hành, ráng chưởng phước duyên, để sớm được trường miên bổn mạng. Kiếp người thấy tợ vừng mấy ráng, ngọn gió qua đủ tán số căn. Ham làm chi những việc hung hăng, để chịu lắm tai nạn kiếp sống. Không học Phật cũng gìn đạo khổng, chẳng tu tiên cũng sống nên người. Lấy lương tâm ra đối xử đời, cho xã hội loài người tốt đẹp. Các tật xấu thoái hư nên dẹp, ráng trao tria tánh nết hiền lành, chớ quá gì mến diệt lợi danh. Đức liêm sĩ của mình chôn lấp, bề nhân cách cũng cần tu tập. Việc lễ nghi phải học đàng hoàng, tuy quen thân cũng chớ sổ sàng. Dù cật ruột cũng đừng bướng bả, cách ăn nói chọn lời tao nhã. Khi nằm ngồi lựa chỗ khiêm cung, kẻ nhận lầm thì khá thứ dung. Người nói đúng nên công nhận phải, khôn ngoan chớ khinh người ngu dại. Giàu có đừng bạc đãi nghèo hèn, bất luận người ấy lạ hay quen. Khi hữu sự sẵn sàng giúp đỡ, trước việc nghĩa lòng không hề sợ. Ấy những điều cần có nơi người. Ở thời kỳ thế kỷ 20, các việc thiện con người khó tập, nhưng cũng ráng ra công bồi đắp để cho ra phẩm cách con người. Đời văn minh sống chẳng tốt tươi, thì giá trị con người đâu xứng. Xét suy kỹ rồi trao trĩa phận, để bớt đi nhơ bẩn cuộc đời. Trong lòng đây còn nghĩ chưa thôi, liền nghe được những lời kể khác rằng: bụi trần tuy bao phủ, son sắc vẫn một lòng. Mây qua trăng lại tỏ, sóng lặng biển quờn trong. A Di không ngớt tưởng, Đà Phật vẫn hằng mong. Nguyện sanh về cực lạc, chẳng thích ở trần hồng. Được phát tâm như thế, chúng sanh đó thành công. Nghe kệ này chứng tỏ cõi lòng, dù lăn lóc cũng không thể mất. Dứt mê được tức quần tâm Phật, rửa bụi xong vẻ ngọc sáng ra. Phải tự tin nơi bổn tâm ta, ráng tìm kiếm cho ra manh mối. Người khó được có lòng tự hối, biết hối thì tội lỗi đều tiêu. Đọa quyết tu thì cũng được siêu, sớm phàm tục kế chiều tiên thánh. Ma hay Phật tùy lòng bá tánh, người cũng nên lựa cảnh mà đi. Được trở nên Phật chẳng khó gì, khó là bởi không y lời Phật. Lòng này nghĩ đến đây vừa dứt, tiếng kệ màu tiếp tục vang lên rằng: niệm A Di Đà Phật nối liền không hở dứt, lục tặc hết đường sanh, tam bành không chỗ xuất, tan dần nẻo ngục môn. Hiện rõ đường lạc quốc, sức màu nhiệm vô cùng, khi được chơn công đức. Tuy rằng tiếng kệ màu đã dứt, lòng chưa ngưng một phút nghỉ ngơi. Những điều chi Phật đã thốt lời, cố suy nghiệm để khơi nguồn đạo. Xét rằng kiếp phàm là khổ não, vạn vật là mộng ảo đồng trường. Việc tử sanh không trốn khỏi đường, thật là chẳng khác tuồng con múa. Nếu không sớm tìm đường sáng sủa, còn muôn đời sống chỗ u minh.
bị lợi danh làm mất tâm linh, vì vật chất quên tình cảm tốt. Thấy tệ bạc khiến lòng như đốt, nghe gian ngoan bắt sốt ruột rà. Giờ phút nào cũng rất thiết tha, lòng dạ của người ta từ mẫn. Bỏ đi tánh hẹp hòi nhơ bẩn, rèn tập lòng rộng lớn sạch trong. Cứu đồng bào bớt cảnh long đông, giúp nhân loại khỏi vòng tai biến. Vì chánh nghĩa riêng thân vui hiến, lo đạo màu mà tiếng khen chê. Quyết làm cho đời tỉnh giấc mê, phận mình có quản chi việc khổ. Nói chí Phật trọn đời cứu độ, học từ bi rộng mở lòng thương. Kêu gọi người cải ác tùng lương, lo giải thoát là phương cứu cánh. Luôn niệm Phật thường trao đức hạnh, chừa ác ngôn dưới tránh tà tâm. Lo ăn năn khi đã lạc lầm, biết nhận lẽ khuyên răng chánh đáng. Việc hào hiệp khó làm cũng ráng, ở thẳng ngay khó đặng cũng lo. Đường đời tuy có lắm quanh co, ráng chiều uống để lo đạo đức. Thấy kẻ yếu liền ra giúp sức, việc lợi dân chẳng chút ngại ngần. Thật hành câu vị nghĩa dông thân, đem khêu tỏ tinh thần bác ái. Kiếp này chẳng cứu xong nhân loại, thì kiếp sau cũng nối độ đời. Chữ từ bi nhất định không rời, câu hỷ xả muôn đời chẳng bỏ. Đạo Phật quyết tình khai rộng ngõ, pháp tu nguyền dạch rõ nhiều phương. Cho nhân sanh cực lạc biết đường, sớm giải kiếp trần dương tạm giả. Còn đang nghĩ ngợi nhiều trong già, kể nghe bài kể tỏ thêm rằng: lòng vui chẳng chỗ lường, tình thương không vật sánh. Thật là tâm từ bi, thật là ý Phật thánh. Hỡi kẻ ở hồng trần, hỡi người ta bà cảnh, muốn cùng Phật sanh cư, phải vui thương bá tánh. Nghiệp chướng chớ đeo mang, nợ thế gian trả rảnh. Nhất tâm niệm Di Đà, trì chí lo đạo hạnh. Trong không rối loạn tâm, ngoài chẳng biều díu cảnh. Rộng tợ khoảng hư không, sáng như mặt nhật ánh. Đạt đến chỗ này rồi, không còn lời so sánh. Tiếng kệ ấy ngân như chuông đánh, vẫn còn nghe vang vẳng bên tai. Người nào dù có lắm ngủ say, nghe đến cũng mở ngay đôi mắt. Biết rõ giấc mộng trần mê hoặc, bừng tỉnh ngay không chút dần dà. Rất ước mong khắp hết người ta, đồng tưởng Phật Di Đà thường niệm. Học đạo lý trao dồi hạnh kiểm, xem giảng kinh kiểm điểm tánh tình. Ngọn tâm đăng quyết đốt cho minh, để thấy rõ đường sanh cực lạc. Mình biết chỗ mới dìu kẻ khác, không rõ đường khó dắt người đi. Việc thương người phải đúng từ bi, thương sai chỗ nhiều khi gây họa. Nên xét kỹ để hành đạo cả, hầu giúp cho Phật quả viên dung. Ngọn lửa trần mỗi bữa cứ nung, mong bá tánh để lòng phản tỉnh. Gặp chánh đạo ráng tu chân chánh, nghe pháp màu khá vịnh đi theo. Khi truyền kề bỉ ngạn quăng neo, đến chừng ấy lái lèo khỏi bận. Một bài kệ khác liền chỉ dẫn rằng: thật là chơn pháp màu, thì bất di bất dịch. Dạng vật có đổi thay, pháp màu không xê xích.
Chúng sanh có mất còn, pháp màu không sống chết, gọi là chân pháp màu, trước sau không dấu vết. Hỡi kẻ muốn tu hành, pháp màu là trước hết, nên tìm kiếm trong tâm, tất pháp màu thủ triệt. Nghe lời kệ rất nên siêu việt, mong rằng ai cũng biết tận tường. Lo hồi quang để thấy tâm dương, ráng phản chiếu cho tường pháp bửu. Việc đạo quả muốn cho thành tựu, người tu nên chung thủy một lòng. Muốn nghĩ thêm chưa kịp nghĩ xong, một bài kệ khác ung dung tiếp rằng: cõi ta bà đau thương, chúng sanh luân chuyển luôn, Phật trong càng thương xót, từ quan chẳng ngớt tuôn. Tiếc thay đời mê ngủ, không thấy ánh thái dương, mau tỉnh cơn ác mộng, tỉnh xong kiếp quay cuồng. Nghe kệ qua suy nghĩ thêm buồn, mình cũng một người trong bể khổ. Từ xưa cũng vì chưa tỉnh ngộ, mới nhọc công thầy tổ nhiều phen. Kiếp chúng sanh thật quá đổi hèn, không tự giác chờ khuyên mới tỉnh. Thích Ca chẳng đợi ai mời thỉnh, thấy khổ đời tự tỉnh xuất gia. Mối đạo màu nhất quyết tìm ra, để cứu vớt người ta sống khổ. Tự lòng xót thương đời muốn độ, nên sẵn sàng chịu khổ tu hành. Lòng từ bi ấy vốn chân thành, nên Đức Phật bình sanh đắc đạo. Biết tự giác không chờ ai bảo, đáng kính thay Phật tổ ngàn xưa. Mình làm sao đền đáp cho vừa ân của Phật tìm ra chánh đạo. Mong ai cũng tôn sùng tám bảo, lo tu hành đúng đạo Thích Ca. Giải quyết xong cảnh khổ ta bà, Phật khỏi nhọc công ra giải dỗ. Đó là việc đáp ơn Phật tổ, cũng là điều giải khổ cho mình. Tất nhiên cùng Phật được đồng sinh, hết còn chịu linh đinh biển ái. Kể nghe tiếp thêm bài kể dạy rằng: người đời tham đủ thứ, rốt cuộc cũng tai không. Thế mà chưa thấy chán, vẫn còn lắm sự mong. Tội lỗi càng chồng chất, đền trả mãi chưa xong. Hồng trần là tạm giả, nên tỉnh ngộ nơi lòng. Lo tu hành niệm Phật, cho khỏi nghiệp cùng gông. Trọn vui câu giải thoát, các nỗi khổ đều không. Cảnh ấy người muốn đến, nghiệp oan chớ đèo bồng. Hành y lời Phật thuyết, sẽ toại ý người mong. Ý kệ như trách kẻ trần hồng, biết vật tạm mà lòng cứ mến. Rốt cuộc chỉ não sầu đưa đến, người đời không mãn nguyện bao giờ. Trong cái vui có cái khổ chờ, đang ngày sống sẵn hờ ngày chết. Cái chi đến cuối cùng cũng hết, không vật nào người được giữ còn. Ví dụ là sông biển núi non, cũng vẫn bị tan mòn khô cạn. Sanh thì phải tử là định mạng, vật hữu hình có hạn số căn. Nếu không tìm đường lối siêu thăng, thì muôn kiếp vẫn còn sanh tử. Trong lúc sống dù mưu vạn sự, khi chết rồi ra thứ buồn lầy. Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, ai cũng thế, nào ai khỏi được. Nên cởi mở nghiệp trần trút vượt, để tự sanh hết buộc trói mình. Sự giả chơn phải xét cho minh, lẽ siêu đọa cũng nên nhớ lại. Y lời Phật tổ xưa chỉ dạy, giải thoát muôn khổ hải ta bà.
cầu vãng sanh cảnh giới liên hoa, lục đạo khỏi vào ra thọ nạn. Đồng Bồ Tát Như Lai trường mạng, cứu người còn cứu đặng tổ tiên, cũng như là các bậc tiền hiền, không thẹn kẻ sanh trên mặt đất. Nếu người chỉ sống theo vật chất, thân mất rồi, các vật hóa không, như giả tràn xe các biển đông, muôn việc đổ theo dòng nước cuốn. Lo giải thoát cho đời khỏi uổng, nên làm lành để chẳng phí công. Hãy mở tâm bác ái đại đồng, cứu giúp kẻ sống trong cảnh khổ. Nên hòa thuận chứ nên gây gỗ, tha thứ nhau đừng bó buộc nhau. Người dù là không phải đồng bào, cũng đồng loại nỡ nào nhiễu hại. Nên giúp đỡ để cùng tồn tại, chứ đem lòng phá hoại lẫn nhau. Tinh thần nhân loại khá nêu cao, lo giải quyết khổ đau đời sống. Dẹp ích kỷ, dẹp lòng tham vọng, mở lương tâm, mở rộng tình yêu. Người với người tương trợ mọi điều, lấy thành thật ra nêu trước hết. Sự vui khổ hoặc bề sống chết, lo đỡ nâng cứu vớt lẫn nhau. Đạo làm người cũng biết đổi trao, mọi cảnh khổ hoàn cầu được bớt. Việc cơm áo khá nên chia sớt, cảnh hòa bình cần hợp nhau xây. Mối tình thân thiện giữa nhân loài, nên tìm cách tạo gây chặt chẽ. Giúp nhau các lo âu được nhẹ, được an cư trên lẽ sống còn. Suy nghĩ còn tiếp giữa lòng son, kế bài kệ khác liền đưa tới. Rằng chúng sanh cõi trần lao, thiếu lòng cứu trợ nhau, sanh ra nhiều tai họa, khiến lắm việc buồn đau. Khổ vô tình thì ít, khổ cố ý biết bao. Bởi ngã nhân làm khổ, vì ích kỷ gây sầu. Ngàn xưa đã như thế, ngày nay có khác đâu. Dục vọng sanh giết hại, tham lam đổ máu đào. Oán thù vì lợi lớn, giận ghét bởi quyền cao. Tiền tài quên cốt nhục, danh vị hại đồng bào. Nguyên nhân của sự khổ, người đã hiểu ra sao. Nhưng mà không chịu tránh, trái lại cứ mang vào. Khiến cho thêm khổ nạn, đời này đến đời sau. Chúng sanh trên thế giới, cần phải biết thương nhau. Tiêu diệt cảnh nghèo khổ, tẩy trừ nạn đói đau, cùng chung lo bảo vệ, không phân biệt sắc màu. Đối đãi nhau thành thật, cùng tôn trọng lẫn nhau, hòa bình chung sức lập, đạo đức cố dồi trao. Sống không làm nhau khổ, chết cũng được tiêu dao. Loài người trên thế giới, việc ấy khá ghi vào. Giúp người vui thì tốt, làm người khổ nỡ nào. Việc làm nên tạo gấp, điều giữ khá chừa mau. Đồng tâm hành thiện sự, đâu còn cảnh binh đao. Khổ ta bà tất hết, vui cực lạc thay vào. Đời văn minh tiến bộ, há không nghĩ đến sao. Cái vui và cái khổ, người nên lựa cái nào. Vui thật hay vui giả, khổ tạm hay khổ lâu. Cần để tâm chọn lựa, xây hạnh phúc hoàn cầu. Vui cá nhân ngắn ngủi, vui đại chúng dài lâu. Vui riêng khó tránh khổ, vui chung tất chẳng sầu. Thích Ca hồi thuở trước, tại sao bỏ đài lâu. Thấy vui riêng là khổ, vui riêng cũng không lâu. Nên tìm vui đại chúng, thật là vui nhiệm màu. Thường tình cho là dại, nhưng nào có dại đâu. Thật là chân trí thức, thật là kẻ hiểu sâu. Lợi danh không thể gạt, tài sắc khó nhữ câu. Đời tư đành chịu bỏ,
để đổi vui nhiệm màu, vui mười phương thế giới, vui vạn vật năm châu. Mẹ cha được vui cả, vợ con cũng hết sầu, đó là vui chân thật, cũng là vui dài lâu. Hơn mấy ngàn năm lẻ, còn gương sáng mất đâu, cái vui ấy bất diệt, chúng sanh khá lo cầu. Đời nay là mạt pháp, vui chung rất cần âu, nếu cá nhân còn nặng, thế giới vẫn còn sầu. Tiêu diệt hay tồn tại, do người chẳng do đâu, cùng lành cùng sống cả, cùng giữ cùng chết mau. Không cần hỏi tiên Phật, tự xét biết thế nào. Nghe kệ này người nghĩ ra sao? Riêng đây cảm thấy nhiều kích thích, các khổ đau thêm rành tông tích, con đường lành biết được sâu xa. Ngại ngần chi mà chẳng tiến ra, tạo thế giới bình hòa khoái lạc. Giúp nhau sống đừng làm nhau thác, ấy là điều khao khát nhất trần. Nên thương người như thể thương thân, đời cần có tinh thần tương trợ. Làm người kính chứ đừng làm người sợ, nên giúp nhau đừng có hại nhau. Nếu người đời học thức càng cao, càng biết trọng hậu nhau mạng sống. Trước đau khổ lấy làm cảm động, đó mới là thật bổn tâm người. Nên làm cho ai cũng vui cười, chớ nên để cho người than khóc. Lấy đạo đức ra làm căn gốc, đem khoan nhân đối đáp lẫn nhau. Biết tiếc người từng giọt máu đào, biết trọng sức cần lao kẻ khác. Tránh tất cả những lời chua chát, các hành vi bạo ác tránh luôn. Tránh mọi điều tham vọng điên cuồng, tránh các việc chủ trương phi nghĩa. Những hành động khiến đời mai mỉa, lo tránh xa không để máng vào. Việc ngày nay biết nhớ ngày sau, tội với phước thế nào xét kỹ. Tránh cử động theo lòng hồ mị, tránh hành vi theo ý nhất thời. Tránh hại mình, tránh hại người đời, sự chi cũng xét nơi nhân quả. Luôn tiêu biểu tinh thần cao cả, tỏ rõ người văn hóa thượng lưu. Vui lấy ân ra trả oán cừu, vui chịu khổ để mưu đại nghĩa. Lòng nhân ái thường lo trao trĩa, việc thiện lương chẳng để lãng quên. Các việc vừa lược kể nơi trên, đời văn vật càng nên sớm có. Còn đang nghĩ thêm điều này nọ, kế được nghe bài kể khác thêm rằng: tuy thế giới ngày nay nhiều phát minh rất tài, nhưng vấn đề sanh tử vẫn còn dở chưa hay. Loài người cứ phải chết, cái chết không đổi thay. Thế là phát minh ấy chưa khỏi kiếp trần ai. Dùng nó giúp nhân loại, song chớ có mê say. Mê say sanh tự mãn gây nạn tai. Tai nạn bằng khoa học, thần thánh cũng châu mày. Tình thương nhau nếu mất, tiêu diệt chỉ phút giây. Ráng hòa bình thế giới, khá bảo vệ nhân loại. Sự đại đồng bác ái, mau thực hiện đời nay. Là người thì giúp đỡ, chớ phân biệt đông tây. Sanh mạng cần tôn trọng, dù rằng khác giống nòi. Kẻ khỏe giúp người yếu, kẻ dở học người hay. Mạnh đừng sanh lấn hiếp, quyền chớ có ra oai. Dở không làm mặt giỏi, hay chẳng có khoe tài. Giàu đỡ nâng nghèo khó, khôn chỉ bảo ngu ngay. Người sanh trên mặt đất đồng giá trị như ai. Kính trọng đừng khinh bỉ, dung thứ chớ gắt gay. Ấy những điều đáng có,
ngay trên thế gian này, giết hại không ai muốn, thù oán chẳng ai gây. Người nào cũng chân thật, không ai gạt lường ai, thương nhau như huynh đệ, trọng nhau tợ chân tay. Tinh thần và vật chất đều nâng đỡ cả hai, hòa bình khắp trái đất, an lạc cả nhân loại. Người sợ người không có, ai cũng chẳng nghi ai. Của rơi không sợ mất, nhà ngủ khỏi then cài. Người đều cao giáo dục, đều trọng nghĩa khinh tài. Bề đức hạnh lo sửa, việc trí thức lo khai. Thôn quê như thành thị, đều vui vẻ đêm ngày. Không còn bị người hiếp, cũng hết kẻ bị đày. Quan ô không còn nữa, dân bạo cũng chẳng ai. Người tự do như một, được bình đẳng nhân loại. Nếu thật là tiến bộ, nếu thật có chân tài, làm vui cho mọi kẻ, không gây gỗ cho ai. Mọi người nên phản tỉnh ở nhân vật đời nay. Tiếng kệ tuy đã chiếc bên tai, nhưng lòng vẫn còn dài suy nghĩ. Cảm ơn đấng siêu hình dẫn chỉ, các điều này nguyện sẽ truyền ra, để cho người đời đạo gần xa có dịp đọc để mà suy nghiệm. Lẽ phải trái tự mình kiểm điểm, tránh cho thân khỏi chuyện sai lầm. Trước là mình khỏi hối hận tâm, sau là giúp người thêm phúc lợi. Thấy chân chánh làm ngay chẳng đợi, vì thời gian theo dõi bên lưng. Thường việc may ít gặp hai lần, còn việc rủi gặp luôn không hạn. Khuyên người sự tu hành phải ráng, vui ít khi gặp đặng chánh đạt. Muốn cứu mình hoặc cứu thế gian, thiếu chánh đạo khó toan cứu nổi. Lòng tin tưởng vốn là nguồn cội, nhưng tin lầm tội lỗi càng sâu. Lấy nhiệt tâm suông chẳng đủ đâu, cần lấy trí xét cầu mới được. Đâu là tội, còn đâu là phước? Ma thế nào, còn Phật thế nào? Nhất thiết cần để trí suy vào, phân tích kỹ rồi sao quyết định. Ma giả dối, Phật là chân chánh. Ma hại người, Phật chẳng hại ai. Ma làm cho nam nữ đọa đài, Phật cứu độ gái trai giải thoát. Ma dị kỷ thành ra bạo ác, Phật xả thân nên rất từ bi. Ma chỉ làm ngoài mặt tu trì, Phật thì cả trong ngoài đạo đức. Ấy đại khái diệt ma diệt Phật. Còn những điều tội phước sau đây: tội là hành động hại nhân loại, phước là việc tạo gây lợi chúng. Tội là việc khiến người kinh khủng, phước là điều giúp chúng an vui. Tội là lòng ích kỷ hại người, phước là tánh thương đời bố thí. Tội là việc trái đường đạo lý, phước là điều hợp với tự tâm. Tội là xui kẻ tạo sai lầm, phước là khiến người làm chánh đáng. Tội là kẻ hư đời hại mạng, phước giúp người nên hạnh an thân. Tội hại người vật chất tinh thần, phước giúp kẻ linh hồn xác thịt. Tội khiến kẻ lạc đường mù mịt, phước giúp người bước đến quang minh. Tội hại người chịu kiếp tử sinh, phước giúp kẻ nhẹ mình siêu thoát. Tội tóm tắt là điều tà ác, phước kể ra là việc tốt lành. Lòng thương mong tất cả chúng sanh, phân tích rõ để hành đúng lẽ. Không những cứu mình còn cứu kẻ, khỏi đường ma, khỏi lẽ tội tình. Giúp thế gian giữ vững an ninh, và cũng giúp nhân sinh hạnh phúc.
dân chúng đã khổ sầu lắm lúc, chắc không ai muốn chất khổ thêm. Trái lại, thường cầu khẩn ngày đêm cho thiên hạ được êm đời sống. Hòa bình mọi nhà đều trông ngóng, giặc giả không ai muốn ước ao. Cái thiện tâm bất luận người nào cũng đều có như nhau tất cả. Khác nhau chỗ biết làm khai hóa hay là không chịu mở ra thôi. Lúc mới sanh tánh thiện có rồi, làm tội ác từ hồi nhiễm thế. Biết tỉnh ngộ quay về cội rễ, ngôi Phật tiên có thể trở nên. Tánh thiện mong người chớ bỏ quên, dù sao cũng mau nên nhớ lại. Tội lỗi mấy cũng nên hối cải, nghe kệ kinh trai giới tu hành, khuyên lẫn nhau lánh dữ làm lành, cùng giúp đỡ khi sanh khi tử. Nơi nào cũng lo hành thiện sự, tất trở nên không khí ôn hòa. Bạo ác đâu còn cớ sanh ra, đau khổ kiếp người ta cũng bớt. Giúp cảnh sống thanh bình khoái hoạt, còn giúp cho khi thác siêu sanh. Có phải chăng là việc tốt lành, ai cũng có thể làm nên được. Rất mong mỏi nhân dân các nước đồng chủ trương đại cuộc hiền hòa, để giúp cho tất cả người ta được vui vẻ sống qua ngày tháng. Một bài kệ khác liền tiếp giảng rằng: chúng sanh khắp bốn phương vì nhỏ hẹp tình thương, nên từ hồi vô thủy không ngớt cảnh chiến trường. Nào là tiểu tai nạn, nào là đại họa ương, từ sanh cho đến chết thường trong cảnh thê lương. Bao nhiêu điều thống khổ, tự tai khách trần dương, biết tội không trừ bỏ, thấy ác cứ dựa nương. Phạm tội còn thêm tội, đã ác mãi ác trương, kẻ thì cố hung dữ, người thì thích bất lương. Tuy khác loài khác giống, không khác tánh bạo cường, khổ khổ ta bà khổ, đa số thiếu tình thương. Tình thương nên mở rộng, thương hết kẻ bốn phương, thành tâm lo giúp đỡ, thật ý ở hiền lương. Thuận hòa không gây gỗ, chân thật chẳng gạt lường, hòa bình đồng yêu chuộng, nhân đạo đồng chủ trương. Người được như thế cả, thế gian tức thiên đường. Nghe kệ này cảm kích phi thường, nhận thấy rất thích đương hiện tại. Hy vọng khắp năm châu nhân loại biết hồi tâm sửa cải như trên, mở tình yêu rộng lớn mong manh, tạo thế giới hòa bình hạnh phúc. Người cùng biết thương nhau từng chút, giúp đỡ nhau mọi cuộc thăng trầm. Ai cũng đều được có tự tâm, không ai có ý làm ai khổ. Khi làm quấy, tự mình biết hổ, chẳng đợi ai đánh đổ đến mình. Đọc sử kinh trao luyện tánh tình, không thẹn với anh minh tiền bối. Đường sáng sủa quyết khai rộng lối, giúp cho người lui tới tự do. Cảnh bùn lầy được hết sợ lo, cũng khỏi bước lần dò tâm tối. Học Phật diệt từ bi là cội, noi thánh hiền nhân ngợi là nguồn. Thương chúng sanh lo cứu độ luôn, xưa nay vẫn một đường không khác. Việc nhân nghĩa từ bi muốn đạt, thì tinh thần cương quyết phải nhiều. Chướng ngại dù có gặp bao nhiêu, cũng chẳng để cho siêu lòng dạ. Đem chí lớn ra làm đạo cả, đeo đuổi cho đến thỏa ý nguyện. Khi phải kiên thì đủ nhẫn kiên, khi phải dũng thì liền anh dũng. Tùy phương pháp để mà áp dụng,
tùy thời cơ để ứng biến quyền, giúp cho người vui vẻ ổn yên trên đạo lý như trên đời sống. Lòng yêu mến nhân dân càng rộng thì tâm hồn xây dựng càng nhiều, cái tinh thần khiếp nhược càng tiêu và ý chí cao siêu càng lớn. Thấy ai khổ thì lòng đau đớn, chỉ giúp người chứ chẳng hại người. Chính đó là tánh của Phật trời mà tất cả người đời đều có. Nếu người biết giữ gìn tánh đó, không để lòng dị ngã làm tan, tất nhiên cùng chư Phật đồng hàng, tình thương kẻ thế gian vô tận. Dứt hết tánh muốn ham nhơ bẩn, cũng không lòng thù hận ghét ganh, lấy khoan dung đối với nhân sanh, biết giúp đỡ như tình người mẹ. Thấy hạnh phúc thì lòng vui vẻ, nghe khổ đau thì dạ buồn rầu. Dù đi đâu, vợ nơi đâu, lòng thương nhớ lo âu đến mãi. Phật đối với chúng sanh thế giới cũng nhớ thương như vậy khác chi. Cho nên người học đạo từ bi, các điều ấy nên ghi nhớ rõ. Ngôi Tam Bảo quyết làm sáng tỏ, thật hiện lòng cứu độ vô biên. Nếu tinh thần giác ngộ siêu nhiên, cho bá tánh tục tiên được thấy, như thế mới đúng lời Phật dạy, và làm cho nhân loại soi chung, hầu bỏ đi các việc dữ hung, giúp nhau được sống trong hòa khí. Người nào cũng lo gìn đạo lý, biết thương nhau, biết quý lẫn nhau. Tội lỗi không ai muốn phạm vào, ai cũng muốn dồi trao công đức. Tâm ô nhiễm hồng trần lo dứt, quyết tu cho giải thoát kiếp mê. Cõi niết bàn khi thác được về, như thế chẳng vật chi sánh kịp. Câu chuyện tới đây vừa nghĩ tiếp, tai liền nghe kệ khác ngâm lên rằng: chúng sanh đồng giác ngộ, nhận rằng đời là khổ, thì bất luận người nào cũng như mình nên độ. Hoặc độ người bằng công, hoặc độ người bằng của, giúp nhau có cơm ăn, giúp nhau có nhà ở, vui sướng cùng sớt chia, khổ lao cùng giúp đỡ, thông minh giúp đại ngu, giàu sang giúp nghèo khó, mạnh mẽ giúp yếu hèn, quan quyền giúp dân giả, tồn vong cùng chung lo, an nguy cùng ủng hộ, giúp nhau được yên lành, giúp nhau hết đau khổ, tận tâm thương yêu nhau, tận tâm lo dạy dỗ, đồng mở rộng trí tài, đồng nâng cao trình độ, phá tan hết rừng mê, lấp bằng hết biển khổ, chung lo việc giảng sanh, chung lo việc quá độ, đồng tâm niệm Di Đà, đồng soi gương Phật Tổ, thế giới được quang minh, nhân sanh hết thô lỗ, ai cũng thiện như nhau, cõi ta bà hết khổ. Chúng sanh ở đời nay sự khổ đau vô số, chết nhiều thứ dị kỳ, bệnh nhiều chứng quái gở, do người tạo gây ra, không phải tự nhiên có, cùng nhau biết làm lành, tất thanh trời lặng gió. Các việc ấy rất cần, đời nay mau thi thố, nếu để tháng ngày qua, kiếp thế gian sụp đổ. Chừng đó muốn lo toan, đã ra người thiên cổ, mê ấy vẫn hoàn mê, khổ kia tồn tại khổ, muôn kiếp chịu lăn trôi, khó tìm ra bến đổ. Vậy chúng sanh đời nay, ráng tu cho tỏ ngộ. Nghe kể qua khiến lòng mừng rỡ, nghĩ rằng mình hẳn có duyên chi, mới được nghe rộng nghĩa từ bi, đường Phật Pháp bước đi càng mạnh. Thêm xác nhận tình thương bá tánh đối với lòng Phật Thánh giống nhau. Loài người sanh trên cõi trần lao,
có liên hệ với nhau mật thiết, cũng nhờ cậy lẫn nhau mọi việc, cho nên cần phải biết thương nhau, mặc dù là có khác sắc màu hoặc là chẳng cùng nhau nòi giống. Tình thương phải cần lo mở rộng mới giúp nhau cuộc sống đồng vui, cũng chẳng làm xã hội đi lùi. Biết trao đổi khiến đời đầy đủ, một mình chẳng thể nào phong phú, phải nhờ người vật nọ vật kia, hầu hết do kẻ khác sớt chia, người mới có mọi bề vật dụng. Kẻ cày cấy người lo tầm nhộng, kẻ cầu đường người đóng tàu xe, nhỏ như kim mỏng tợ lụa the, đều nhờ kẻ làm ra mới có. Ví dụ cái xác thân mình đó cũng là nhờ cha mẹ sanh ra, đâu tự nhiên mà có người ta, các vật khác cũng là như vậy. Do vật nọ vật kia hợp lại mới trở nên tồn tại sanh thành. Nào khí trời, nào cỏ cây xanh, nào ánh sáng, nào dòng nước chảy, đều là giúp sống cho nhân loại, rất liên quan trọng đại với người. Thiếu nó thì không thể sống đời, từ xưa đến hiện thời vẫn thế. Người với người có dây quan hệ, vật cùng người toàn thể nương nhau. Từ việc nào cho đến việc nào, người với vật nương nhau tất cả. Nhìn đâu thấy cũng cần cảm tạ, chớ không nên đem giả phủ phàng. Kẻ cho rằng cô lập sống an là kẻ ấy hoàn toàn phi nghĩa. Nếu để ý nhìn ra bốn phía, thấy không nên chia rẽ với người, trái lại nên đoàn kết khắp nơi, mình với kẻ sống đời mới vững. Gặp thiên tai cùng nhau cứu trận, nhân họa thì cùng trận ngăn nhau. Sự kết liên chặt chẽ chừng nào, người tránh khỏi khổ lao chừng nấy. Chịu suy nghĩ tức là nhận thấy sự liên quan nhân loại ra sao. Cho nên làm người phải thương nhau, lo nâng đỡ đổi trao mọi việc. Không những đối với người quen biết, mà với ai cũng siết chặt tay. Việc bán buôn lòng giữ thẳng ngay, cách đối xử thường ngày thành thật. Của người mất coi như mình mất, thấy người đau như việc mình đau. Sự tham gian trộm cướp đành nào, việc nhiễu hại hùng hào đâu nỡ. Lấy lương tâm con người ra ở, sự bất lành rất khó sanh ra. Đối với ai cũng có thể hòa, cái phẩm giá người ta không mất. Dù chẳng biết đạo tiên đạo Phật, cũng phải nhìn tư cách con người. Cách nói năng cũng phải lựa lời, việc làm lụng nên coi thiện ác. Dù người chẳng có ăn chay lạc, nhưng tánh tình phải được hiền lương. Việc hiếu trung cần phải đo lường, bề ân nghĩa cũng nên đền đáp. Thế nào trái, thế nào phù hợp, soi gương đời tất được biết ra. Xung quanh mình đủ hạng người ta, tốt xấu lấy đó mà lọc lựa. Mình được tốt ráng làm tốt nữa, lỡ xấu thì lo sửa hết đi. Ai khen chê cũng chẳng quản gì, việc thấy phải cứ thi hành tới. Sức nhẫn nại là nguồn thắng lợi, tánh gan lì là mối thành công. Mỗi người đều đầu não dẫn đồng, nhưng bền chí hay không có khác. Kẻ bền chí công thành danh đạt, người đổi tâm sạc nghiệp hư thân. Việc càng to càng khó bao lần, càng bền chí bền tâm mới được.
Ví dụ sự tu hành trưởng phước ở đời nay thật rất khó làm. Xung quanh mình đầy việc tục phàm, đầy quyến rũ, dễ làm sa ngã. Nếu người chẳng bền lòng chặt dạ, phước không nên, đạo quả chẳng thành. Đó nói riêng về việc tu hành, còn việc khác muốn nên cũng thế. Lấy bền chí ra làm cội rễ, đem quyết tâm ra thế thần phụ, để hoàn thành chí hướng trượng phu, biết cư xử tròn câu đời đạo. Nhận thức rõ kiếp người mộng ảo, thì phải mau tìm nẻo thoát ly, chứ không nên vì lý do gì ngồi im để chờ khi hoại diệt. Sự đáng bỏ, bỏ ngay chớ tiếc, việc nên làm riết chớ ngưng. Người phải nên tự chủ lấy thân, và cần có tinh thần nhất định. Việc chi cũng phải nên bình tĩnh, để xét suy tà chánh thế nào. Biết rõ rồi sẽ quyết định sao, tiến hành đến khi nào kết quả. Lòng đã quyết, trời gầm không nhã, dám hy sinh hết cả cuộc đời. Sớm muộn gì cũng đạt đến nơi, đúng như ý của người mình muốn. Có nhất định tức thời không uổng, có hữu tâm thì chẳng phí công. Sắt đá không thể cứng hơn lòng, lòng cương quyết thì không chi khó. Lôi âm tự được vào tận ngõ, nhờ đường tăng đầy đủ quyết tâm. Việc khó nhưng lòng cố kiếm tầm, quả quyết với người rằng sẽ gặp. Đem hết cả thành tâm tu tập, mối đạo màu sẽ gặp mối manh. Phật không sai hẹn với chúng sanh, nếu sanh chúng trọn lành tâm ý.